Suốt ngày cô ám tôi ấy nhỉ. Sao anh khó chịu với tôi? Chắc anh lại sắp đuổi tôi về chứ gì. Đúng rồi đấy. Tôi đang khó chịu, muốn ở một mình. Nhưng mà tôi có làm gì đâu. Tất cả là do mẹ tôi mà. Với lại ấy, quan điểm của mẹ tôi và tôi khác nhau. Cô nói thế là sao? Chứ làm sao nữa. Anh giận cá chém thớt. Anh từ ghét mẹ tôi chuyển sang ghét tôi. Như thế là không được. Mẹ tôi có mắng chị Ly ấy, nhưng mà tôi luôn về phe chị ấy mà. Sao mẹ cô mắng cái Ly á? Chuyện là sao? Trời ơi, cái thằng Tú ấy nó chỉ ra cái vẻ là đàng hoàng thế thôi. Lúc nào cũng bày trò ra để mà thu hút khách hàng, nhưng mà cuối cùng cũng rước nhục thôi, có làm gì được đâu. Anh nói thế nào chứ? Em thấy anh Tú dạy đàng hoàng mà. Dạy dỗ gì đó, có mà cọ sát thì có. Này, hướng dẫn tận tay nhưng mà lại ăn ngay các chị cơ. Nào. Này, thế thì có khi em phải kiếm cho anh ấy mấy chị nhan già ấy nhở. Em yên tâm đi, riêng thằng Tú nhá, già mấy nó cũng gặp. Hiểu chưa? Này. Em chào anh ạ. Vừa nói gì đấy? Nói gì đâu. Ai có tật thì giật mình thôi. Tôi với ông ấy, nước sông không phạm nước giếng. Tốt nhất là đừng dở với cái trò mèo đấy. Mèo á? Thế nào là mèo? Hả? Cái gì? Định đánh á? Mẹ đẻ con ra, nuôi con lớn mà ngần này. Mong con luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Không một ai, không một người nào có quyền làm cho con buồn, làm cho con tổn thương được. Hiểu chưa? Đi đi. Mẹ, trước này lần nào con đi làm, nếu mà xảy ra chuyện, con đều bỏ cuộc hết. Lần này con nhất định không được như thế nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, người ta có cơ sở để nghĩ như thế. Lỗi một phần cũng của con mà. Nhưng cũng không vì một người điên nào đó mà cảm thấy mình kém cỏi cả. Đúng sai là cái gì? Ai chả có cái lý của người đó. Mẹ, đến giờ con gái của mẹ phải lớn rồi, làm sao mà cứ mãi ở nhà ăn bà bố mẹ được cơ chứ. Dạ, cảm ơn cô chú ạ. Xin mời. Hôm nay là đi taxi rồi, cứ uống thoải mái đi nhé cháu nhé. Dạ, thoải mái đi. Tao nghi lắm nhá, mày bảo mày bận cơ mà. Chào bố, chào mẹ. Sao anh ở đây? Anh gọi điện cho bố mẹ đồng ý anh phải tới mà. Nó về cho à? Đi vào ăn đi. Đói quá. Đi. Đi vào. Nào, nhanh đi vào ăn đi, toàn đồ ngon này á. Ngồi xuống đi. Này đấy. Đây chỗ mày đây. Ngồi ăn luôn đi cho nó nóng. Đáng ngon. Không ăn là thiệt đấy. Ngồi đây. Để tao. Tú, ngồi xuống đi cháu. Đói quá bác ạ. Hôm nay bác chiêu đãi cả nhà toàn những món ngon. Bởi vì hôm nay có khách quý đến nhà chơi. Bác lòng à, mãi đi. Chứ sao nữa, khen bác thì khen cả ngày luôn. Đây. Mời em. Bác. Anh Quý. Ăn đi. Các cháu. Sao hôm nay bố không gắp cho con? Thì đây. Em thấy không? Nhất mày nhá. Một bên thì người yêu gắp, một bên thì thằng bạn thân gắp. Bác thấy có ai xứng với nó không? Này, cái đứa mà được chiều từ nhỏ ấy mà, nó cứ dỗi va dỗi vẩn như thế đi Quý ạ. Ăn đi. Em đi cả nhà. Dạ. Tú biết không?